Ba điều tuyệt vời nhất trên đời mà không thể mua được bằng tiền. Những giá trị hiện hữu ngay bên cạnh, nhưng đồng tiền, áp lực cuộc sống, gánh nặng lập thân, lập danh đã khiến chúng ta vô tình quên mất. Chúng ta sinh ra và lớn lên trong xã hội mà ranh giới giữa hai khái niệm thực tế và thực dụng mong manh hơn bao giờ hết. Chúng ta cho rằng việc sở hữu càng nhiều món đồ đắt tiền sẽ mang lại niềm hạnh phúc lớn lao. Mỗi ngày chúng ta đối diện với những câu nói đại loại rằng tiền có thể mua được mọi thứ, hay là những thứ không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền, hoặc rằng tiền có thể giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực, đem lại cho bạn một cuộc sống tốt đẹp hơn, vân vân. Và chúng ta mù quáng chạy theo, vô tình quên lãng mất những điều tuyệt vời nhất trên đời này lại không thể mua được bằng tiền. Thứ nhất, tình bạn. Bạn sẽ sớm nhận ra điều đó khi bạn không biết gọi điện cho ai để tâm sự, khi vừa mới gặp một biến cố lớn, gặp một thất bại lớn như phá sản chẳng hạn. Bạn đã từng sẵn sàng vung tiền bao trọn những buổi tiệc tùng, những lần ăn chơi với những người bạn đã từng thân. Họ viện cớ này, cớ kia, và không chỉ thế, không chỉ viện cớ mà thậm chí còn nói nặng, nói nhẹ những lời khiến bạn tổn thương. Lúc đó bạn sẽ nhận ra sự hào hứng, lòng nhiệt thành mà bạn đã từng nhận được lúc trước từ họ có chăng chỉ là dành cho sự hào nhoáng từ những món đồ vật chất và tài sản mà bạn có. Tìm kiếm một người bạn đích thực không phải đơn giản. Cho dù bạn có nhiều tiền đến thế nào chăng nữa, thì điều đó cũng không đảm bảo rằng bạn sẽ tìm thấy được tình bạn đích thực. Bởi không phải là tiền, mà niềm tin, sự hy sinh, sự sẻ chia, sự cảm thông và sự đồng hành cùng nhau mới chính là yếu tố đem lại một tình bạn bền vững. 2. Tình yêu. Có phải bạn nghĩ rằng chỉ cần mình chăm chỉ đi làm, kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, sở hữu nhà to, xe xịn, thì tức khắc tình yêu sẽ tìm đến với bạn? Tiền có thể mua được những chiếc túi hàng hiệu, những chuyến đi nghỉ xa xỉ, nhưng tiền không thể mua được tình yêu. Đồng ý rằng đừng tin trên đời có thứ tình yêu một túp lều tranh hai trái tim vàng, nhưng việc dùng tiền để gây ấn tượng với người yêu không phải là một ý kiến hay, nếu không muốn nói rằng đây là một ý kiến tồi. Tiền có thể mua được cho bạn những món quà xa xỉ, những chuyến du lịch đắt tiền, những buổi hẹn hò lãng mạn cùng nhau. Tiền có thể giúp cho bạn và đối phương có nhiều thời gian, trải nghiệm và sự tự do. Thế nhưng tiền không thể mua được tình yêu, bởi tình yêu đích thực đòi hỏi cả hai cần có sự quan tâm, thấu hiểu và sẻ chia, cảm thông lẫn nhau. Nếu tình yêu mà trọng vật chất, vậy thì đó không thể là tình yêu nữa rồi. 3. Tình thân. Có thể là vô tình, nhưng chỉ vì tiền mà chúng ta lại có thể quên mất tổ ấm mà mình đang có. Bạn cặm cụi vào công việc, quên mất ba mẹ đang ở nhà chờ mình. Những buổi gặp mặt gia đình dần thiếu đi gương mặt của bạn. Đứa con của bạn cũng chẳng thèm ôm chầm lấy bạn những lúc bạn đi làm về. Người bạn đời cũng chẳng thể tươi cười khi bạn trở về. Tiền có thể mua được ngôi nhà, nhưng không thể mua được tổ ấm. Tiền không thể mua được tiếng cười của trẻ nhỏ, càng không thể mua được gương mặt hạnh phúc của người bạn đời. Tiền không thể nào lấp đầy những tổn thương trong tâm hồn của những đứa trẻ thiếu đi sự quan tâm từ bố mẹ của mình. Tiền không thể nào xóa nhòa nỗi cô đơn của người bạn đời. Tiền càng không thể kéo dài giây phút cả nhà ấm cúng quây quần bên nhau. Hãy dành thời gian bên cạnh những người thân yêu
nhiều hơn những gì bạn nghĩ mình có thể. Bởi bạn không biết rằng mình còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ đồng hồ nữa để bên cạnh họ, quan tâm họ, sẻ chia cùng họ và chăm sóc cho họ. Rất có thể bạn đã nhầm. Tưởng mình là người duy nhất sống một cuộc đời buồn chán thì bạn đã nhầm. Thay vì ngồi đó so sánh, hãy sớm ngộ ra 25 điều rất quan trọng dưới đây để cứu vãn chính mình. Chúng ta luôn tự nhốt mình trong vỏ bọc tự ti, đổ lỗi cho số phận vì đã trao cho mình một cuộc đời buồn chán. Chúng ta không ngừng so sánh bản thân với những người mà chúng ta cho là hạnh phúc và thành công hơn mình. Nhưng cuộc đời thật ra không có ai là hoàn hảo cả. 1. Quan tâm xem người khác làm gì chỉ là vô ích. Người bạn cần lo là chính mình. 2. So sánh sẽ chẳng đưa bạn đi tới đâu. 3. So sánh là kẻ cướp đi mọi niềm vui của bạn. 4. Người duy nhất bạn nên đem ra so sánh với chính mình là bản thân bạn. Bạn của ngày hôm qua và người mà bạn muốn trở thành trong tương lai. 5. Bạn chẳng thể biết được cuộc đời sẽ đưa mình đi về đâu. Vậy nên đừng cố gắng khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo, bởi chính bạn cũng không rõ chuyện gì xảy ra đằng sau mỗi cánh cửa đóng kín. 6. Bạn nghĩ rằng mình thèm muốn cuộc sống của người khác, nhưng liệu bạn có muốn trả hóa đơn của họ, gánh trên vai trách nhiệm của họ và dám chịu đựng những gì khiến họ phải thao thức hàng đêm? 7. Ai cũng có những vấn đề lo lắng của riêng mình, cho dù cuộc sống của họ trông hoàn hảo đến mức nào đi chăng nữa. 8. Sự hoàn hảo là một kiến tạo xã hội. Bạn có thể xây dựng định nghĩa hoàn hảo của riêng mình. 9. Thành công cũng là một kiến tạo xã hội. Bạn có thể tự xây dựng định nghĩa thành công của riêng mình. 10. Lo lắng hộ cuộc đời của người khác chỉ tốn công vô ích. Công sức đó thà bạn bỏ ra để chăm lo cho cuộc sống mà mình mong muốn còn hơn. 11. Giữa việc lo lắng cho bạn mình và ghen tị với bạn mình có sự khác biệt quan trọng. Bạn cần sớm nhận ra điều đó. 12. Bạn không phải là bạn mình, vì thế đừng cố gắng đẽo gọt bản thân để sống cho vừa cuộc đời của họ. 13. Chẳng có khuôn mẫu nào dành cho bạn cả. Hãy biết trân trọng những thứ khiến bạn là chính mình. 14. Hãy cảm ơn cuộc đời vì đã không bắt bạn phải gò bó theo một chuẩn mực nào hết. 15. Nếu cuộc đời của bạn đã thực sự không ra đâu vào đâu, việc lúc nào cũng mơ tưởng đến cuộc sống của người khác mà bạn cho là hoàn hảo cũng chẳng thể khiến bạn khá khẩm hơn. 16. Chúng ta chỉ mãi ghen tị với người khác mà không nhận ra rằng họ cũng chỉ đang làm điều mà chúng ta buộc phải làm hàng ngày. Ghen tị là một gã khổng lồ đáng sợ, bắn những mũi tên nhọn hoắt dồn ta về phía định mệnh của mình. 17. Thành công không phải là thứ có thể định trước hay lên lịch cụ thể, vì thế đừng ép buộc bản thân mình phải làm theo. 18. Chỉ vì những người xung quanh kết hôn không có nghĩa là bạn cũng phải kết hôn giống như họ. 19. Chỉ vì những người xung quanh đã có con cháu để huề không có nghĩa là bạn cũng phải có con cháu như họ. 20. Chỉ vì những người xung quanh
có nhà cao cửa rộng không có nghĩa là bạn cũng phải có nhà cao cửa rộng. 21. Hãy cứ là chính mình và nói ra những cảm nhận của bản thân mình. Những kẻ phiền lòng vì điều đó thật ra chẳng là gì với bạn. Còn những người thực sự quan trọng với bạn sẽ không hề bận tâm. 22. Nếu bạn không muốn có con cái, đừng để người khác bắt bạn làm điều này. Có muốn làm cha mẹ hay không, tất cả phải do bạn quyết định. 23. Nếu đến bản thân mình bạn còn chẳng quý trọng, làm sao bạn có thể yêu thương nổi những người xung quanh? 24. Cuộc đời thật ra là một chuyến hành trình, không phải là đường đua. 25. Bạn là người duy nhất được phép quyết định ai là người đồng hành cùng mình trên chuyến đi này. Cũng chỉ có bạn mới biết mình sẽ đi nhanh hay chậm mà thôi.